Con này nó giống cô nè, nó đi ăn cơm trễ. Đấy, chứ giờ chim nó ăn nó đã bu hết rồi, giờ còn có là mình đó. Nó ngủ dậy trễ, nó ăn trễ. Chim nó nhắm mắt ngủ đúng không? Ừ, nó nhắm mắt cái đầu quạch qua một bên giống con gà. Có đúng mình nó đi nè. Để cô kêu thử lại nước biển nữa. Kêu thế nào nó không chạy. Con này đặc biệt nó giống mình, nó không chạy. Ô, nó kêu lại ra. Con này đặc biệt giống mình á, mình kêu nó không chạy, nó không kêu lại. Đồng lại với cô. Đi đâu rồi? Nè.